Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng chúng tôi đến với tiểu mục chuyện chung chuyện riêng. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ trong 2 năm vừa qua thì dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho chúng ta cảm thấy ám ảnh. Nói bởi vì ám ảnh là bởi vì sao? Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của chúng ta, không chỉ là sức khỏe mà còn là kinh tế. Và đặc biệt là dịch Covid-19 ngày càng có những cái diễn biến phức tạp hơn. Nếu như trong những ca mắc đầu tiên chúng ta có thể dễ dàng truy vết xem là tiếp xúc ở đâu và nguồn mắc như thế nào, thì đến thời điểm hiện tại đã có những ca nhiễm mà chúng ta không thể nào biết được rằng là nguồn lây nhiễm ở đâu, và thậm chí là có những người không hiểu tại sao mình lại có thể lây nhiễm trong khi lịch trình di chuyển của mình thì hoàn toàn khép kín và không hề tiếp xúc với F0 nào cả. Và đó cũng chính là một trong những lý do khiến cho dịch Covid-19 càng trở thành nỗi ám ảnh và nguy hiểm hơn đối với người dân. Và có một câu hỏi đặt ra rằng là liệu nam giới có nguy cơ làm lây lan dịch Covid-19 cao hơn hay không, thì đây cũng là chủ đề mà chúng tôi sẽ bàn luận rõ hơn với quý vị và các bạn trong tiểu mục ngày hôm nay. Và thưa quý vị, phái nam cũng là một trong những cái mà phái mà gọi là có cái lịch trình di chuyển mà đi ra ngoài tiếp xúc đối ngoại có thể thấy là so với phụ nữ thì sẽ có tần suất là nhiều hơn. Phức tạp hơn hay không thì Khánh Phương không dám nói, nhưng mà chắc chắn là sẽ nhiều hơn, đúng không quý vị? Cho nên vì vậy mà cũng có một cái câu hỏi đặt ra là liệu nam giới có phải sẽ có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao hơn so với nữ giới hay không? Đi phải những nơi có F0 hay nói chuyện chỉ vô tình tiếp xúc cũng có thể trở thành một cái nguyên nhân để khiến cho nam giới có khả năng nhiễm bệnh cao hơn so với phái nữ. Chính bởi thế mà những người làm việc cần phải ngoại giao, đây cũng chính là một cái cơn ác mộng đối với họ khi họ phải ra ngoài ngoại giao, phải phục vụ cho công việc và phải trở về ngôi nhà thân yêu của mình với vợ, với con và với những cái người thân trong gia đình. Thì đối với những người nam giới mà thường xuyên phải đi ra ngoài để làm việc thì dịch Covid-19 có lẽ đối với họ quả thật là một cơn ác mộng, thưa quý vị. Dạ vâng ạ, và Covid-19 thì không chừa một ai, từ những người là họ có thể làm những cái ngành nghề khép kín, ví dụ như là chỉ ở trong nhà thôi, là nội trợ thôi, cho đến những người mà lái xe buýt, cho đến thủ tướng, thì ai cũng có thể bị mắc Covid-19 và bị nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình rất là nhiều. Song thực tế thì Covid-19 đang có những cái ảnh hưởng khác biệt và rõ rệt đối với các nhóm người khác nhau. Một trong những khác biệt rõ rệt nhất đó là về giới tính, như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn ở đầu chủ đề. Trong đó, nam giới thường lây lan virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nhiều hơn nữ giới hay là trẻ em. Và đây là phát hiện do các nhà khoa học ở Đại học bang Colorado của Mỹ công bố vào ngày 5 tháng 12 vừa qua. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là nghiên cứu khoa học đó là gì. Công trình nghiên cứu trên kéo dài trong nhiều tháng, được thực hiện với mục đích ban đầu là tìm cách để tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật một cách an toàn trong giai đoạn bình thường mới. Theo đó, hơn 75% số người tham gia nghiên cứu đã được đưa vào một căn phòng đặc biệt nhằm thử nghiệm các hạt phân tử trong không khí. Một số người được yêu cầu phải hát một số bài hát liên tục, trong khi một số người được yêu cầu chơi nhạc cụ. Kết quả cho thấy, nam giới phát ra nhiều giọt li ti hơn khi nói chuyện hoặc khi hát. Lý giải cho điều này, giáo sư John Brookins, thành viên nhóm nghiên cứu, nhận định người lớn và nam giới bắn ra nhiều giọt li ti hơn vì lá phổi của họ có kích thước lớn hơn. Ông Volkens nêu rõ, virus cũng phát tán dễ hơn từ những người nói chuyện lớn tiếng. Các địa điểm công cộng trong không gian kín như quán bar, sân vận động hay rạp hát là những nơi có nguy cơ dịch bệnh cao. Thưa quý vị, và với cái nghiên cứu này của những cái nhà khoa học ở tại bang Colorado của nước Mỹ, thì chúng ta trên tinh thần là khó có thể phủ nhận được cái độ chính xác của nghiên cứu này, bởi vì nếu như mà quý vị chỉ cần nhìn vào cái số liệu thống kê số tử vong của nam giới so với nữ giới, thì chúng ta sẽ có thể thấy được là tỷ lệ tử vong của nam giới sẽ cao hơn. Chẳng hạn như ở Mỹ thì số đàn ông đã chết vì virus này cao gấp đôi so với số phụ nữ tại đây. Tương tự, 69% trong tổng số các ca tử vong do virus COVID-19 gây ra trên khắp Tây Âu là nam giới. Xu hướng cũng tương tự được ghi nhận ở Trung Quốc và các nơi khác. Và để lý giải cho điều này, nhiều nhà nghiên cứu cũng đã đưa ra các giả thuyết như là khả năng miễn dịch của họ liệu có thể là có khác nhau hay không. Một giả thuyết cho rằng phản ứng miễn dịch của phụ nữ trước virus mạnh hơn. Ông Philip Groder, giáo sư miễn dịch học tại Đại học Oxford cho biết, phản ứng miễn dịch trước vaccine và lây nhiễm trong suốt cuộc đời ở nữ giới thường mạnh hơn và hiệu quả hơn so với nam giới. Điều này là một phần do phụ nữ có hai nhiễm sắc thể X, trong khi đàn ông chỉ có một nhiễm sắc thể X mà thôi. Điều này rất quan trọng trong trường hợp với virus SARS-CoV-2. Đặc biệt, protein để cảm nhận các virus như là virus SARS-CoV-2 thì được mã hóa trên nhiễm sắc thể X.
Vị giáo sư này cũng lý giải thêm, kết quả là protein này có thể biểu hiện với liều gấp đôi ở các tế bào miễn dịch của nữ so với nam, và do đó phản ứng miễn dịch với virus COVID-19 này ở nữ giới sẽ được tăng cường hơn và vì thế cũng bảo vệ nữ giới được tốt hơn. Tiếp theo, một nguyên nhân nữa cũng là một giả thuyết được đưa ra, đó là do sự khác biệt giữa lối sống của nam và nữ. Cụ thể như luôn có sự khác biệt quan trọng về hành vi giữa hai giới, chẳng hạn như là hút thuốc vốn ảnh hưởng đến mức độ bệnh tật sẵn có từ trước như là bệnh tim, bệnh phổi mãn tính hay là ung thư. Những căn bệnh này có tác động rất lớn đến kết quả của các bệnh do lây nhiễm như là COVID-19. Sự khác biệt về giới tính trong hút thuốc đặc biệt thấy rõ ở một số quốc gia như là Trung Quốc, nơi 50% nam giới hút thuốc so với 5% phụ nữ. Nhìn nhận ở Việt Nam thì chúng ta có thể thấy rằng là nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ nam giới cao không kém từ chính những hành vi thường ngày. Đơn cử như việc là đàn ông ra ngoài làm việc, giao thiệp nhiều hơn, từ đó thì cũng phải gặp gỡ nhiều hơn. Thậm chí là các vụ sai phạm vi phạm quy định cách ly hay phòng chống dịch bệnh đều có tỷ lệ nam giới cao hơn hẳn. Thưa quý vị, và cái giả thuyết này được đặt ra nhưng mà nó cũng không đồng nghĩa với việc là cứ nam giới ra đường thì sẽ có cái tỷ lệ lây nhiễm cao hơn phụ nữ đối với tất cả số nam giới trên toàn cầu hay chỉ tại Việt Nam. Bởi vì thực ra theo cái cá nhân của Khánh Phương nghĩ rằng có thể là chúng ta đi ra đường nhiều, nhưng mà nếu như chúng ta tuân thủ những cái nguyên tắc về 5K hoặc là chúng ta đảm bảo là khai báo y tế đầy đủ thì chúng ta cũng sẽ có nguy cơ hạn chế với những cái F không ít hơn và sẽ tăng cường cái khả năng mà có thể bảo vệ chính bản thân mình cũng giống như là những người thân trong gia đình. Cho nên vì vậy, dù là nam giới hay nữ giới, dù là đi ra ngoài đường tiếp xúc nhiều hay ít thì Khánh Phương nghĩ cái mấu chốt trong cái công tác phòng chống dịch COVID-19 ở tại giai đoạn hiện tại, giai đoạn rất là cao điểm của dịch bệnh như hiện nay thì chúng ta nên tuân thủ nguyên tắc 5K để có thể bảo vệ bản thân và gia đình của mình tốt hơn. Và thực tế ở giai đoạn này của đại dịch thì không đủ bằng chứng để chúng ta có thể nói rằng hay là kết luận rằng cái kết quả của sự khác biệt sinh học hay là khác biệt hành vi hoặc là của cả hai yếu tố đều có vai trò tác động đến việc nam giới có thể bị mắc COVID-19 cao hơn nữ giới hay không. Tuy nhiên thì chúng ta hiểu rằng chỉ cần chúng ta chủ quan hay như là một giây phút nào đó trong cuộc sống, trong cái sinh hoạt của mình mà mình lơ là với những cái biện pháp mà phòng chống dịch thì nguy cơ lây nhiễm cũng có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào và bất kỳ giới tính nào, không chỉ riêng là nam giới đâu thưa quý vị. Do đó mà thay vì suy nghĩ xem là ai có khả năng nhiễm bệnh cao hơn thì chúng ta mỗi người dù là nam giới hay nữ giới cũng phải tự dặn lòng với mình là phải tuân thủ nguyên tắc 5K mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong nhà và khi chúng ta ra ngoài tiếp xúc với mọi người, để làm sao chúng ta có thể bảo vệ bản thân mình thật tốt nhất.